Năm 2021, một năm đầy biến động và thử thách, bao nhiêu ngày khó khăn vất vả. Giờ đây chúng ta tràn đầy hy vọng về những điều tích cực luôn hiện hữu. Khó khăn đã qua đi, nhường lại cho cơ hội đang đến gần. May mắn sẽ đứng về phía người dám đương đầu. Nếu không mạo hiểm với những thử thách bất thường, bạn sẽ mãi trơ trân với những điều bình thường. Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ. Giấc mơ là những điều không giống các bạn. Với tinh thần chiến binh ngoại hạng, không gì là không thể. Bạn chính là thước đo của chất lượng. AA của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MVP lớn nhất toàn cầu. Đây là một danh hiệu rất là cao quý của AA đã được trong rất nhiều năm qua. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MVP lớn nhất thế giới. Thực tế tạo anh hùng, chúng ta đã thích ứng nhanh khi biết cách sử dụng sức mạnh của công nghệ. Đó là cách chúng ta vượt dậy trong khó khăn. Sức mạnh của anh em bây giờ số lượng hợp đồng bán qua dịch vụ sale của văn phòng công viên 1 luôn nằm trong top 10 của miền Bắc. Đó là điều mà các anh em luôn tự hào. Với phương châm biến nguy thành cơ, chính vì vậy mà ngay từ đầu chúng tôi đã luôn nỗ lực, luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ, giúp sức và cùng động viên nhau để về đích được thành công. Có thể nói rằng năm nay 2021 là một năm rất là thành công trong việc phát triển MDRT 2022 của văn phòng AIA Phú Lối. Cả đội ngũ MDRT luôn vững tâm, giữ tinh thần tích cực, nương nấu niềm tin yêu nghề, yêu khách hàng với mong muốn bảo vệ thật nhiều khách hàng hơn nữa. Đích đến của hành trình chinh phục thử thách triệu đô đang rất gần. Nào chúng ta cùng tăng tốc, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Are we ready for a big close for 2021? Chào chào tập trung, kiên cường và bình thường. Good luck and have a strong close for 2021. Đạt danh hiệu FPAT trong năm nay à? Tất nhiên là không rồi. Tôi nhất định sẽ đạt được danh hiệu cao quý này không chỉ năm nay và những năm tiếp theo. Còn là đại lý, tôi nhất định sẽ chinh phục đỉnh cao MBAT. Sẵn sàng nâng cao giá trị bản thân để trao đi nhiều giá trị hơn nữa. Tôi tự tin vững bước tiến thẳng đến danh hiệu MBAT 2022 cao quý. Cho dù là mọi hoàn cảnh nào, văn phòng AIA Bắc Linh luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn. Chỉ cần các bạn không bỏ cuộc. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bước lên danh hiệu MDIT đỉnh cao của danh vọng. Quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng. Chúc các bạn sẽ luôn vững ý chí, mạnh tinh thần, dũng cảm tiến lên những chiến binh thần tốc. Hãy cùng nhau chạm đến khát vọng 8 năm liền đạt số lượng MDIT cao nhất toàn cầu. Vinh quang hoàn toàn xứng đáng.